Tết đến xuân về là thời điểm kết thúc năm cũ và đón chào một năm mới. Đây cũng là dịp người lao động được nghỉ dài nhất trong năm. Sau một năm nỗ lực làm việc, ai cũng muốn được sớm trở về đoàn tụ bên gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để đón một cái Tết ấm no. Thấu hiểu điều này, hàng năm, mỗi dịp Tết đến, các cấp công đoàn lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo hỗ trợ, mang đến một cái Tết đủ đầy cho công nhân và người lao động. Người lao động công nhân khắp các tỉnh thành cả nước đã quá thân thuộc với chương trình Tết sum vầy mỗi dịp giáp Tết. Từ những chương trình Tết sum vầy ban đầu đơn sơ với phần quà cho đoàn viên công nhân lao động xa quê do Liên đoàn Lao động các địa phương tổ chức, đến nay Tết sum vầy ngày càng được mở rộng đi vào thực chất. Hầu khắp các địa phương cả nước, các công đoàn ngành đã tổ chức được Tết sum vầy ấm cúng cho người lao động. Tôi rất là vui khi mà được tham dự cái buổi do công đoàn cấp trên tổ chức. Hàng năm thì cũng có tham dự này thì có sự chăm lo cho đời sống công nhân ấy. Thì cảm thấy rất là được đầy đủ hơn và công nhân có thể ấm lòng hơn. Năm nay là năm thứ 6 rồi ạ. Em được tham gia chuyến xe công đoàn. Những chuyến xe công đoàn thế này đã giúp cho gia đình em tiết kiệm khoảng 500.000. Em cũng rất là vui vì là được các công đoàn quan tâm. Phường của người nó quan tâm nên là qua Tết mình cũng thấy là ấm no, sum vầy. Lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, Tết sum vầy đã đón nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đã trực tiếp tham gia tặng quà. Nhiều doanh nghiệp cũng góp công sức, tiền, vật chất đóng góp vào Tết sum vầy. Theo thống kê, trong 5 năm qua, chương trình Tết sum vầy đã tặng quà chăm lo cho hơn 30 triệu đoàn viên người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là gần 28.000 tỷ đồng. Chương trình mái ấm công đoàn hỗ trợ hơn 14.000 người lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng cùng hàng vạn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Từ Tết sum vầy, hàng triệu người lao động nghèo đã có Tết, hàng trăm ngàn tấm vé ô tô, máy bay, tàu hỏa miễn phí và hàng ngàn mái ấm công đoàn đã được trao tới tay công nhân, đã chứng minh hiệu quả của một chương trình đầy tình nghĩa. Em rất là vui vì được công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện đã hỗ trợ nguồn vốn để cho chúng em xây dựng được ngôi nhà ngày hôm nay. Đấy cũng là động lực để cho chúng em yên tâm để làm ăn và phát triển kinh tế. Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn. Thì thời gian vừa qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ là chăm lo cho người lao động. Trong đó có cái nhiệm vụ là tổ chức hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở, sửa cũng như là xây mới mái ấm công đoàn. Một trong những thách thức của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023 là đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, trực tiếp gây giảm việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động. Nhận thức được điều này, bên cạnh kế hoạch chung, công đoàn các cấp đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ra nhiều phương thức hoạt động thiết thực, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để chủ động chăm lo đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Hình ảnh những chiếc áo xanh công đoàn mang quà Tết tới hỏi thăm, động viên từng nhà trọ công nhân, đến với những công nhân môi trường làm việc đêm, những nhân viên ngành y tế phải làm việc xuyên Tết, những giáo viên mầm non bị ngừng việc, không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là tình cảm của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Phần quà như thế này thì cảm thấy rằng là mình vẫn được bên các lãnh đạo quan tâm tới. Những phần quà này nó rất là thiết thực với đời sống của mình, đó là những yếu phẩm hàng ngày để mình có thể sử dụng hàng ngày. Em đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp và có một đứa con gái nhỏ. Và em rất cảm ơn công đoàn, liên đoàn đã đến thăm, an ủi, động viên em. Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024 sắp đến. Thời điểm này, nhiều tổ chức công đoàn đã lên kế hoạch chăm lo thiết thực về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Dù năm nay tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhiều đơn hàng bị hủy, nhưng nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với số lượng trên 20.000 công nhân tại tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch và công bố thưởng Tết Nguyên đán 2024 với mức thưởng lên đến 150% lương cơ bản cùng nhiều đãi ngộ kèm theo.
Năm 2023 vừa rồi, doanh nghiệp chúng tôi cũng như rất nhiều doanh nghiệp cùng ngành nghề khác trên địa bàn cũng gặp rất nhiều khó khăn về tình hình đơn hàng suy giảm, về những cái biến động ở kinh tế thế giới, cho nên là doanh nghiệp cũng khó khăn. Về góc độ công đoàn thì chúng tôi đều thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp, và đặc biệt chúng tôi thấu hiểu hơn ai hết là khó khăn của người lao động. Trên tinh thần đó thì công đoàn của chúng tôi đã xây dựng phương án là không thấp hơn năm trước đối với tiền thưởng Tết. Thì chúng tôi đã đề nghị doanh nghiệp hết sức hợp tác hỗ trợ để cùng công đoàn chăm lo tốt cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán này. Đối với người lao động ở xa thì công đoàn chúng tôi đã xây dựng phương án là sẽ có xe đưa người lao động về quê và đưa đi đón về. Trước Tết thì chúng tôi đưa họ về quê, sau Tết thì đón về. Tại Hà Nội, các doanh nghiệp trên địa bàn, mặc dù nhiều nơi chưa có thông báo chính thức về kế hoạch chăm lo Tết cũng như lương thưởng cho người lao động, nhưng qua nắm bắt tình hình thì thấy đa phần doanh nghiệp khẳng định sẽ cố gắng duy trì các hoạt động như mọi năm. So với năm ngoái, hy vọng sẽ có chút hơn, và đương nhiên là trước nhất là sẽ được so được với năm ngoái, nhưng mà sẽ nếu có được thì sẽ tốt hơn. Sang năm tiếp theo thì hy vọng công ty sẽ phát triển hơn, có nhiều đơn hàng và nhiều đối tác hơn, vì như vậy sẽ đảm bảo được công việc cho công nhân viên, và công việc đảm bảo thì mọi thứ về lương thưởng các thứ cũng sẽ đảm bảo theo. Trong một năm làm việc, ngoài cái việc mà thưởng cái phần KPI năng suất của công ty này, chúng tôi cũng có cán bộ công nhân viên xuất sắc này, thì cái việc mà đến cuối năm Tết âm lịch, ngoài cái phần thưởng Tết mà chúng tôi vẫn có từ khi thành lập đến bây giờ, thì chúng tôi sẽ có những cái khoản quà cáp tới gia đình cán bộ công nhân viên. Những cái suất quà nó vừa có giá trị tinh thần mà nó lại vừa có giá trị vật chất. Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ chăm lo dịp Tết cho tất cả các đoàn viên người lao động, trong đó ưu tiên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, lao động thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ công tác, sản xuất, kinh doanh vào dịp Tết. Liên đoàn Lao động Hà Nội sẽ tổ chức hỗ trợ khoảng 30 xe đưa đón 5.000 công nhân lao động khu công nghiệp về quê đón Tết và quay trở lại làm việc sau Tết. Năm nay thì chắc tình hình chung thì khó khăn, các doanh nghiệp, người lao động cũng sẵn sàng chia sẻ. Chắc chắn vấn đề chia sẻ để cũng có trách nhiệm hơn với doanh nghiệp, nhưng mà doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm để đảm bảo tiền lương, tiền thưởng người lao động, và không chỉ chăm lo cho đoàn viên khó khăn mà chăm lo cho cả những đoàn viên liên quan có những thành tích để động viên họ và cùng phấn đấu, đặc biệt là cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn giai đoạn tới này. Đây là trách nhiệm của công đoàn, và với mục tiêu là ít nhất có 10% số đoàn viên của cả nước được chăm sóc, chăm lo trong dịp Tết này, để không đoàn viên nào không có Tết và không đoàn viên nào bị bỏ lại phía sau. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Tết sum vầy, xuân tri ân, chăm lo cho 13.000 gia đình người lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tổng số tiền khoảng 150 tỷ đồng. Trong đó ưu tiên những người lao động làm việc tại các doanh nghiệp bị cắt giảm giờ làm, kinh phí chăm lo là 1 triệu đồng một trường hợp, thực hiện từ ngày 30 tháng 1 năm 2024 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024. Quận 8 chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái nội dung như là Tết sum vầy, rồi họp mặt nghiệp đoàn, chăm lo cho đoàn viên khó khăn, đặc biệt là đoàn viên khó khăn mà bệnh nan y. Thì hàng năm thông lệ thì công đoàn quận 8 cũng rất là quan tâm đối tượng này. Mình chia sẻ một phần khó khăn nhất cho người lao động. Hoạt động chăm lo Tết của chúng tôi thì đã được xây dựng từ rất là sớm. Việc chăm lo Tết của năm nay chúng tôi lấy ý nghĩa là xuất phát từ cái nhu cầu cuộc sống của người lao động, để chúng tôi tổ chức các cái chương trình. Hầu hết các chương trình nó cũng đều là của các năm, nhưng kỳ này cái việc lan tỏa của chương trình, và chúng tôi khuyến khích các công đoàn cơ sở bằng cái nguồn lực, đó là nguồn kinh phí của công đoàn tích lũy ở tại mỗi một doanh nghiệp, để chăm lo ngược lại cho đoàn viên và người lao động của mình. Tại thành phố Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ qua, dịp Tết Nguyên đán hàng năm, gần 100% đoàn viên người lao động được chăm lo, tặng quà. Công đoàn đã tổ chức 433 chuyến xe công đoàn miễn phí, đưa gần 13.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, hỗ trợ cho hơn 229.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khó khăn. Từ nguồn quỹ hoạt động xã hội công đoàn và nguồn hỗ trợ khác,
đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 407 nhà máy ấm công đoàn trị giá trên 10 tỷ đồng. Tết năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung chăm lo cho những công nhân người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập. Chúng tôi sẽ có những cái chương trình đưa người lao động về quê miễn phí, thăm hỏi những lao động nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là những cái chương trình mà đến thăm công nhân lao động ở các tổ công nhân tự quản ở trong các khu nhà trọ, thì đấy là những đối tượng mà Công đoàn thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Thì ngoài những cái hoạt động thăm hỏi cho đối tượng đặc thù như vậy, thì chúng tôi cũng tổ chức những cái phiên chợ theo chỉ đạo chung của Tổng Liên đoàn. Thì từ đó thì người lao động có điều kiện mua sắm những cái sản phẩm với cái giá bình ổn và ưu đãi hơn. Nhiều liên đoàn lao động các tỉnh thành cũng đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động với đa dạng hình thức theo phương châm. Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh chúng tôi đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động. Trong đó chỉ đạo các cấp công đoàn dành nguồn lực tối đa để chăm lo, hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên người lao động, nhất là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai các cái mô hình hoạt động chăm lo Tết, thế rồi đàm phán với người sử dụng lao động có đảm bảo cái nguồn lực hỗ trợ chăm lo thưởng Tết, rồi đảm bảo chế độ tiền lương cho người lao động, nhất là trong dịp Tết. Nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đặt ra mục tiêu quan trọng là đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. 10 hoạt động sẽ được các cấp công đoàn tập trung thực hiện, trong đó ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm. Đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, đoàn viên, người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết. Yêu cầu đặt ra là việc tổ chức đón Tết Nguyên đán 2024 đa dạng, linh hoạt, các hình thức chăm lo, tập trung hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đoàn viên người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đoàn viên người lao động sinh sống và làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những vùng kinh tế xã hội khó khăn, tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, bị cắt giảm đơn hàng, thu hẹp quy mô sản xuất, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, dẫn đến nhiều đoàn viên người lao động bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm. Trong đó có chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ 2024, tập trung tại cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm thì một bộ phận doanh nghiệp thì cũng đang vẫn tiếp tục là thiếu đơn hàng, hoặc là trong một thời gian dài do tác động ảnh hưởng nặng nề, kéo dài từ nhiều mặt của Covid thì nhiều doanh nghiệp đang phải chống chọi, cho nên chúng tôi cũng nhận thức được là cái vấn đề lương thưởng năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo là đã ban hành cái kế hoạch chăm lo Tết rất là sớm, thì cùng với đó là thiết kế cái chính sách để chăm lo cho các đối tượng. Bên cạnh hỗ trợ về tiền rồi quà thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cái chuyến xe, chuyến tàu, chuyến máy bay không đồng, rồi là giảm phí để hỗ trợ cho người lao động. Các hoạt động chăm lo cho công nhân người lao động khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong nhiệm vụ chăm lo đoàn viên người lao động vào dịp Tết, tạo động lực, cổ vũ đoàn viên người lao động làm việc hăng say, năng suất cao, gắn bó, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, đồng thời củng cố niềm tin gắn bó của đoàn viên người lao động đối với tổ chức công đoàn, thu hút người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam.